Ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video 1080 60fps nhé, giữa hai cái con G8S và con G8 thường. Đó. Em đang đi bộ đây. Ở cái đoạn đường này cũng khá vắng vẻ các bạn. Thì như trên cái điện thoại em thấy là hai con nó chống rung bá đạo phết các bạn. Gần như nó không có cái gì mà khác biệt luôn. Đó. Rất là tuyệt vời. Các bạn nhìn cái hàng cây đi rất là nhìn rất là chống rung, rất là bá đạo các bạn. Bây giờ thử chạy cái nhá. Chạy nào. 1 2 3. Đó, đang chạy đấy. Tay khá là lắc lư. À. Đó các bạn thấy không? Rồi, em sẽ thử chạy về xem nào. Chỗ này không có cái gì để quay các bạn. Vào cái rặng cây này xem nào. Bây giờ bên kia không có cái cây cỏ gì để quay các bạn. Cho nên em thử vào đây. Cho các bác xem cái màu sắc của cây cỏ như thế nào thôi. À, như trên màn hình em thấy cái màu của con G8S nó rực rỡ hơn. À. Xem cái bông hoa xem thế nào nào. Đây. Nó bị cháy sáng hết các bạn. Rồi. Đi lại phát nhá. Em vẫn đang đồng bộ thôi. Đi lại về kia các bạn xem có cái bông hoa nào nữa không. Rồi. Khu này toàn đồng cỏ thôi, chẳng có cái gì cả các bạn. Đó. Em chỉ cảm giác trên cái màn hình bây giờ là cái con G8S nó trông rực rỡ hơn tí thôi. Đây. Và có vẻ chi tiết hơn các bạn, con G8S ấy. Con G8 cảm giác như nó không lấy nét được ấy. Ok, chạy thì nào. Chạy phát nào. Chạy về nào. À, khá là rung lắc các bạn. Rồi ok, em sẽ chuyển sang cam trước nhé. Ok các bác, thì đây là cái video 1080. Hai con này chỉ lên đến 1080 30 thôi, 30fps thôi. Và trên màn hình thì em vẫn thấy các con G8S nó rực rỡ hơn, nó chi tiết hơn. Còn không biết khi ghép lại thì thế nào. Đây. À, các bạn. Thì cái cam trước của cái con G8S ấy, em thấy cái kích thước của cái cam trước ấy nó nhỏ hơn cái con G8 thường rất là nhiều. Nhỏ bằng nửa luôn ấy. Không biết chất lượng thì thế nào. Thì em thử cái Face ID của hai con này rồi ấy, thì em thấy là Face ID của chúng nó như nhau thôi, nhanh như nhau, nhạy như nhau thôi. Đấy. Và cũng có cả cả Hand ID ấy, kiểu mở khóa bằng lòng mặt tay ấy. Đấy. Và thế em thử chạy phát nhá, chạy quay về. Đó. Chạy phát này. Đó. Em nghĩ hai con này thu âm nó cũng như nhau thôi, nhưng mà cứ thử tách ra xem thế nào. Đó các bạn thấy không? À. Rồi, ok. Thế thôi, thế là đủ rồi. Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video quay ban đêm 1080 60fps nhé. À, các bác có thể thấy. Buổi tối hai con này chúng rung vẫn rất là bá đạo các bạn. Đây là trên điện thoại thôi. Đây, các bạn thấy này. Cái mấy cái cây hoa này buổi tối nó chuyển thành màu khác rồi các bạn. Có thể là cái kính camera của cái con G8 thường của em nó đang bị hơi bị xước các bạn. Có thể là như vậy. Cho nên là cái tia sáng nó không được ổn. À, thì tuy nhiên thì các bác có thể thấy cái đó, các bác thấy không? Cái con G8 nó bị cái phản xạ, cái khúc xạ ánh sáng ấy
Đó, nó có cái vệt vệt sáng ở trên camera ấy. Đó, các bác nhìn thấy không? Không biết cái con G8 thường của các bác có bị thế không, như con G8 này của em. Em thấy camera nó cũng chưa xước đâu, nhưng mà có hiện tượng đấy các bạn. Đó, các bác nhìn thấy không? Cánh đèn này. Đó. Thì vào cái nơi tối tối tí xem nào. Đây, đây có một bông hoa đây. Đó. Bông hoa nữa đây. Rồi, thì em sẽ thử chạy một tí xem thế nào nhé. Rồi, 1, 2, 3, chạy nào. Đó. Wow. Rồi, như thế là các bác cũng có thể biết được rồi. Đây. Đó. Rồi, em sẽ chuyển sang cam trước xem thế nào nhé. Rồi, ok các bác, thì đây là cái cam trước của con G8S và con G8 thường. Thì như cái thông số kỹ thuật ở trên trang web của nó ấy, thì là hai con này cam trước có thể quay được 1080 60fps, nhưng mà em thấy là em bật ở đây ấy, chỉ thấy là 1080 thôi, không thấy nó ghi là bao nhiêu fps cả. Thì em nghĩ nó chỉ là 30fps thôi. Đây, các bạn thấy đây. Cái con G8S ấy, nó lấy nét tốt hơn các bạn, cam trước này, cam trước. Các bạn có thể thấy này, cái độ chi tiết của nó này, màu sắc nó lên tốt hơn rất là nhiều. Đó, nó được rỡ hơn rất là nhiều. Còn cái con G8 thường ấy, bên phải ấy, nó nó chả phân biệt rõ màu sắc gì cả. Đó. Đây các bạn thấy đấy. Ngược sáng luôn này. Đó. Đó, các bạn phải thấy này, cái cây kia nó còn thấy cái lá màu xanh, còn cái con G8 thường chả thấy màu gì cả. Đó. Rồi, em sẽ đi ngược lại một tí nhé. Ở đây đang là cái đường nó khá là ồn các bạn. Rồi, em sẽ chạy một tí nào. 1, 2, 3, chạy thôi. Đó, các bác có thể thấy. Đó, thì như em thấy là cái con quay phim như này đang trên cái điện thoại, thấy con G8S nó có vẻ trội hơn một tí. Đó. Rồi, ok.